Khoảng gần 6 giờ sáng 21 tháng 9 2014, một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến một người đàn ông chết thảm. Theo thông tin ban đầu, khi đó người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, chạy xe mô tô phân khối lớn biển số 54A70132, lưu thông từ Bùng Binh Điện Biên Phủ về hướng quận 1. Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Đa Cao, quận 1, do chạy nhanh lại tránh một người bán vé số qua đường nên đã va quẹt với xe máy 67M29045 do một phụ nữ điều khiển, sau đó đâm thẳng vào một cửa hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng. Người đàn ông chết tại chỗ, chiếc xe biến dạng. Người phụ nữ chạy xe máy và người bán vé số bị thương, trong đó người phụ nữ bị thương rất nặng, được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Lực lượng chức năng đã đến giải quyết hiện trường vụ tai nạn. Do khi xảy ra tai nạn vào sáng sớm, cộng với nạn nhân chết không mang theo giấy tờ tùy thân, nên việc xác định danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn vô cùng khó khăn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan điều tra làm rõ.